hôm nay nhà mình sẽ ăn cháo gà nha cả nhà. Đây nguyên một con gà luôn nè. Đó, mẹ Nga đã nấu cháo rồi. Đây là chân gà kết hợp với một ký chân gà. Ơi, hello bà cô chú nha. Anh em bắp bơ chào bà cô chú. Rồi còn đây là nồi cháo nè cả nhà. Này cháo mẹ nấu bí đỏ, cà rốt với lại bí xanh. Ăn rồi để mẹ múc chăn nha. Đó. Giờ thì mời cả nhà cùng ăn cháo với gia đình mình nha. Có gặm chân gà nữa. Luộc 1 ký luôn gặm cho đã nha cả nhà. Rồi. Mời cả nhà nha. Bé bắp hôm nay bị mắt đỏ rồi cả nhà. Nhà Nga bị mắt đỏ hết rồi. Nga bị rồi bé Út nay hết rồi nè. Nay Nga cũng hết đỡ rồi nè. Còn bé bắp đang sắp hết rồi. Cho con cái chân gà con gặm nha. Đây. Út nó hết gặm chân gà lắm cả nhà ơi. Rồi để giờ mình múc cháo cho chị Hai ăn trước nữa. Bé Minh cả nhà nó đói bụng mà cho nó ăn trước. Chúc mẹ Nga sẽ làm lỗi và ăn sau. Rồi chút nữa mẹ Nga là trộn gỏi rồi Nga với mẹ ăn sao. Rồi cho bắp một cái nữa nha. Đó, đứa một cái chân gà gặm đi. Rồi đây quay mấy bà cháu đang mẹ Nga đang sắc cây chuối cả nhà ơi. Ở được cả. Hello cả nhà đó, bắp kìa. Hello cả nhà. Bà cũng hello cả nhà nè. Để lấy khăn rồi phan rồi ra. Thổi. Chào cả nhà. Giờ đang sắt chuối làm gỏi gà cả nhà ơi. Em ơi. Đi ra ngoài quậy. Thôi đừng dọc nước nữa con. Trời ơi đi ra đó dọc nước. Thôi rửa tay đi vô con. Đi rửa tay vô nha. Đây nè, lại mẹ rửa tay cho. Anh ba. Rồi rửa tay đi. Anh em bắp bơ rửa tay nha, giỏi quá chừng luôn, rửa chân rồi coi chừng ướt đồ á, rồi xong chưa, giỏi quá. Rồi đừng dọc dơ nữa nha, vô đi. Đây đang trộn gỏi vậy nè nhà ơi. Mẹ nghe đang nặng chanh trộn gỏi cái rau kia rửa luôn hả mẹ. Hai trái được không hai nữa ta? Không biết con không đâu rành. Con cũng ít làm gỏi, thích ăn gỏi thôi chứ ít làm lắm. Hai trái. Đây là nước mắm làm sẵn cả nhà. Mẹ nghe vừa bỏ chanh nè. Xíu đường một ngọt. Giờ mình để nước mắm làm vô nữa. Mình trộn. Bỏ rau vô nữa nè. Có rau vô cái là xanh xanh này là ớt cả nhà, ớt xanh đó. Ớt xanh mà bỏ tủ lạnh nó hơi đen đen. Đây mình có rau vườn nhà gồm có lá lốt với lại lá mơ nha cả nhà, mình trộn vô ăn kèm luôn cho nó đầy đủ vị rau, ăn không ngán, ăn không có ngán. Đó, rau vườn nhà, rau sạch không thuốc luôn. Rồi bây giờ sẽ có cần là xé rau mẹ. Dạ. Hay là để cho y luôn cũng được ha. Bây giờ ăn xé luôn ha. Ừ, cắt. Rồi. Mà chị bóp vào gỏi để ăn với nhau. Gà mình xé bự ha. Gỏi trộn vô. Lấy cái khăn cho mấy đứa không có xuống quậy. Xuống lên rồi.
Đây này, giờ mình tranh thủ mình ăn. Đó, đây là dĩa rau gỏi cây nhà lá vườn luôn cả nhà ơi. Đó, cây chuối vườn nè. Rồi lá lốt, lá mơ vườn luôn. Đó. Gà thả vườn luôn. Thả vườn nhà người ta. Rồi mời cả nhà nha, có la sét nữa nè. Đó, mời cả nhà. Cái tô nước mắm để gì đó. Dẹp phê, sao không hút cả. Hello, chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà, mời cả nhà dùng bữa trưa với mẹ con mình nha, cháo gà với chân gà. Rồi hôm nay mình ăn cháo gà, gỏi gà, rồi có chân gà nữa nha cả nhà. La sét là bưởi với lại thanh long. Múc nước mắm lên. Mình ăn cháo bí đỏ, cà rốt với bí xanh. Mình ăn nhiều rau vậy đó. Mời cả nhà nha. Ngon. Rồi mời cả nhà mình ăn tô cháo trước nha cả nhà, đói bụng rồi. Tô cháo thì giải cảm, ấm bụng. Ngon, vừa ăn. Ngọt lắm cả nhà. Cháo thịt gà rồi có rau củ nữa nè mẹ nha, để bí đỏ, bí xanh rồi cà rốt đồ vô nữa. Ngọt từ thịt và từ rau củ nữa. Rồi mời cả nhà. Rồi mình ăn thịt gà đi. Cà sét à. Cà ăn thế nào? Mẹ ăn đùi không? Thôi để tâm nhìn luôn. Tâm nhìn hả? Thôi vậy ăn gì gà sét. Dạ. Thả cái đó xuống thì lại ăn chân không? Chặt cháo nữa. Gan rồi mời đâu nè. Rồi này cả nhà nha. Đây, cắn đây. Mẹ ăn cắn đi. Ăn cắn đi con ăn cổ cho. Thôi gì ăn cũng được. Thôi ăn cổ. Rồi mời cả nhà. Cắn ăn không? Ăn đi. Thôi, cửa. Ngon cả nhà. Ngon ngon. Miếng gỏi rồi nữa. Đây gỏi lóc chuối nha cả nhà. Cây chuối chứ. Mình rất thích ăn cây chuối nè. Ngọt. Mà mình gán sách thôi chứ sự thật ra mình rất thích. Ăn cũng mát nữa mà. Rồi đó qua nhà nhỏ cháu nó sách cho ăn là cái ngon luôn. Mình có chuối ngọt nữa nè. Thơm mùi lá lốt rồi nữa nè. Ngon. Kẹp với bột thịt nữa. Đó ăn ngay nè. Ăn nhiều đi. Ăn bớt mất ăn gạo. Cũng ăn nó. Nên nó hết da đó, cho nó cái da. Con cũng hết da. Có nhiều người không hết da. Hết ăn rồi, không ghế rồi nè. Mẹ ăn gan không? Ăn tim đi. Đó, ưu tiên cho mẹ trái tim. Ăn gan không? Nguyên. Đó, mẹ ăn nữa. Mẹ ở nhà nha. Ở bên nhà anh Tấn là trái tim là ưu tiên cho mẹ. Tấn nó thích mày không chừa cho nó bực mày chứ không ăn gan. Vậy mà anh phải ăn gì? Bến ăn gà là hôm nay chữa trái tim cho mẹ. Chữa ưu tiên mà. Báo bấm sao làm gà là không phải bà ăn. Chúc bấm sao. Không ăn.
cái da gà cả nhà. Ở da gà này con gái nhà quá lắm mà. Nào nào thôi giờ mình ăn. Nãy cho con gái ăn cái cắm với cái đùi với cháo trước rồi. Nó không ăn gỏi mà ăn gỏi này ăn sao. Ngon quá. Nó có cay ăn. Kẹp thịt với lại gỏi á. Không nên sắc mấy lần anh em mình xiên lên chứ thường là mình ngán đâu có dám làm mấy thứ này. Làm riết cái ăn ngon nữa mà kệ chịu cực làm. Ngon, thích, thích ăn. Nên được cất một chút. Còn cái bắp chuối là muốn làm gỏi không hay luộc trước không ạ? Luộc không thế đâu. Bóp giúp già cũng heo dữ. Nhà mình làm từ biến làm rong ra ăn đậu phộng cho nên không có đậu phộng. Với lại chuối này cũng không có cần. Con cũng không thích ăn đậu phộng nữa. Quá à, ăn đậu phộng thôi. Không cần hết. Nè, chuối cay khỏi đậu phộng. Chứ là thường làm cũng từ biến. Lâu lắm. Mày cả nhà cái cánh nha. Nè, mẹ ăn cái này đi. Ngay. Hồi bữa con lắm nè. Cái chân này nãy mẹ vớt ra trước không? Không. Mẹ vớt trước. Không được. Cái này cũng có được. Mà thấy không được nên mình vớt trước. Tại vì nguyên con gà nó dày nó chính xác. Nó rụt, thấy nó bung cái chân dữ lắm, cẳng này thấy được cho người. Lâu rồi mới ăn đổi chuối cay lại thế nè. Ngon. Cháo màu sắc rất đẹp. Nãy có quay vô cái nồi à. Con gà có một cặp chân không đủ nên phải luộc thêm ký chân nữa cả nhà, gặm cho đã. Ủa mấy đứa nó gặm sồi sồi dục bấm đấm hả? Đúng rồi, còn đấm nữa. Mấy đứa nó gặm. Con Út nó gặm kỹ lắm mẹ. Hồi bữa nó gặm cái món chân kỹ lắm. Phải là đứa mềm nó gặm. Út ăn đứa gặm xương rồi gặm kỹ. Út gặm là nó cỡ thôi. Út nhỏ mà biết gặm kỹ dữ. Mềm nó còn không biết gặm đâu. Mềm nó chỉ ăn cái khúc dưới này. Chân này nó không biết gặm đâu. Ngọc nó ăn chôm chôm. Nó gặm sơ sơ vậy. Cái mày nói gặm chắc hết rồi mới vô. Đó nó biết. Nó mới nói vậy nó biết. Đó Út nè. Hồi con nó gặm gà kỹ lắm. Nó xíu mà không biết gặm. Đây cũng ăn được. Không bằng ít. Nên coi tivi à, uống sữa không biết ngủ gì. Ăn thịt đi mẹ ăn nhiều đi. Hết ăn cái bắp đùi cũng heo á, bắp vợ nấu nguyên cái ăn chấm gà thịt ăn thấy ngán. Nó thiếu không ngon lòng là không có làm hết vậy. Mẹ ăn phải cái hai cái là được. Ngán mệt không ngán được. Bự nhìn là nguyên cái bắp cái thấy ngán rồi. Mẹ có đang quý không? Thôi ông ơi, khách ăn là ăn đi. Đó rồi, khách ăn quý là ăn đi. Biết là đó cũng nguyên chắc luôn, bổ. Còn là không khách ăn quý tức, ăn đi. Khi nào á, lúc nào mẹ mua cái bắp giò, mình nấu cháo củ quả mà về nó quất. Nó phải để nguyên cho bắp giò cho bự vậy, cái múc tàu cháo mà.
nữa mẹ. Ngọt mà nó có cái bằng có gì ta? Có gì nhỉ? Bùi bùi. Đi vô khoai lang nữa. Chứ không có bỏ. Có mẹ nấu cháo vậy chứ chắc không có ai nấu mình mẹ bảo đảm. Thì cũng như là ví dụ nấu cháo gà thì thường ta nấu cái loại nấm 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 gì mẹ, nấm mối hoặc là nấm rơm gì đó. Thì đã nấu nấm rơm nấm mối xong rồi cháo. Còn như cháo là rau củ này thì nó kết hợp với các giò heo đồ đó. Chung là mẹ nhà mình thì đó mẹ ăn cái nào cũng được mình bỏ kết hợp, nói chung là sáng tạo mới lạ đồ ẩm thực mà mình phải thay đổi rồi cho nó mới lạ, đó cần quy củ phải nấu này nấu nọ, mình thích ăn gì mình để thôi. Hết tô cháo của mình ăn rau. Cháo này nãy đợi làm gỏi này cho nên nguội hả mẹ, chứ không là trộn với rau này cũng được. Ngon. Chua cũng vừa phải hả mẹ. Chua ngọt ngọt ngon. Bán vậy được, bán trái cũng là chua lắm. Mẹ ăn đi mẹ. Được hả? Rồi ăn cũng được đó nè. Mẹ thích cái nấm nấm chim chanh vậy hả? Chứ nấm nấu mà nấm rơm thì cũng không được. Nấm chim chanh đó nấu cháo cũng được. Dầu cũng ngon. Nấm nấu sao có một kỳ mua ăn đắng ngát. Nấm rơm không? Rồi nấm rơm vậy á, có một kỳ mua sao ăn bị đắng ngát mà sao? Đã dở ăn mình đã thấy không ngon rồi mà tự nhiên kỳ mua bị đắng luôn sợ. Như khúc men vậy đó. Nói đó khi nào mới mua.
chưa có con trai nữa thì luôn. Ừ. Thôi để nó khá điện thoại này nha. Lỗi ngon quá. Lúc nào cũng hai tay ra bình sữa. Bình sữa bình nước. Đủ combo rồi mà bình sữa bình nước. Không khi nào làm được bỏ hai tay hai bình. Có hơn ba bình nữa. Ngon hết. Đã uống sữa không? Thấy uống nước mà sao có rinh chi vậy? Không có. Bơ uống nước mà nó thấy cũng thấy vậy mà ăn tô cháo cũng ngon rồi. Nè. Mày ăn nữa muốn thêm đi. Nồng nè. Ăn ngon. Có đồ ghém là muốn ngon. Con nghe muốn ngon đó. Dặm chanh nữa chị. Nào ơi. Nào quá sáng là no luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình qua tiết mục mà xét đi. Rồi mời cả nhà ăn la xét nha. Rồi mẹ ăn thêm gà đi. Thôi. Mà ăn nè. Mời cả nhà la xét lần. Mời cả nhà nha. Con ăn không? Nãy con không chịu ăn con bỏ. Chết rồi. Lòng sao không thèm mua ăn một ngay không à? Một ngay chứ không có mãi. Vậy chứ là lỡ một chút chứ không có bị mà lọc nhá. Đọc trước á. Đâu không? Mua trái mưa bự ngon ngọt mà. Để riết bình quên tủ lạnh bỏ tủ lạnh riết thôi. Ngọt lên. Mà trái có hai trái mình dương trái đẹp không? Trái ngọt trái đẹp mà cắt cho mấy đứa ngồi ăn nghĩa thôi đẹp. Bữa canh là ngọt ngay vậy nè. Ngọt ngay à? Hình như ngọt hơn vậy nữa. Cái mẹ ăn nửa đường đen nửa quất xong cái xới hỏi là anh Long Ben chạy ngay vô đưa cho nửa trái này ăn hết trơn. Cho chị đám hai trái thì biết ăn hết chứ. Trái này chua không? Thôi là nãy cắt cho mấy đứa. Chua mẹ thích ăn chua lạc gì mà cũng không có chơi. Còn như dì Sáu không thích phải chơi. Cái gì hết rồi. Ngọt cũng được, lạc cũng được. Miếng nữa nè. Ăn tỏ hết. Để nó cũng lạnh đến khô luôn quá à. Lòng mẹ ăn trái mà chảy đau rồi mẹ ăn hai lần. Cái gì còn ăn hết lần cũng lần. Chứ không có mà chảy li ti đứt tích ra mà chảy làm hai ăn nữa. Còn nữa lát ăn nữa xong. Còn cũng phải chảy bự ăn cho mà hết. Nãy chảy từng đi đứa ăn. Bây giờ thì Nga và mẹ đã xong bữa ăn trưa rồi. Nga và mẹ xin nói là chào tạm biệt cả nhà. Mọi người xem nhớ bấm like share và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Nga. Có thêm động lực làm nhiều video mới hay và hấp dẫn hơn nữa nha. Chúc mọi người mẹ chấu đi. Chúc cho cả nhà ngày mới sức khỏe, bình an và thành công trong mọi công việc nha. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt cả nhà.